để đáp ứng yêu cầu đưa vào vận hành cao tốc Hạ Long - Hải Phòng vào dịp mùng 2 tháng 9, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, chủ đầu tư dự án cầu Bạch Đằng và nút giao cuối tuyến cùng các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến thời điểm này, các hạng mục công việc như căng chỉnh cáp, lắp đặt lan can cầu, làm giải phân cách giữa đã được các nhà thầu cơ bản hoàn thành. Khối lượng công việc còn lại tập trung vào công tác thảm bê tông nhựa mặt cầu và khe co giãn. Theo kế hoạch, các nhà thầu sẽ thảm xong lớp bê tông nhựa polymer vào ngày 8 tháng 8 và hoàn thành lớp thảm tạo nhám trước ngày 20 tháng 8. Khi thời tiết trở nên thuận lợi hơn và ngày mùng 4 tháng 8 chúng tôi đã triển khai thảm công tác bê tông nhựa mặt cầu chính với cái khối lượng thảm trong vòng 500 tấn trong một ngày thì 88 chúng tôi sẽ hoàn thành được công tác bê tông nhựa này. Được khởi công từ tháng 1 năm 2015, tổng mức đầu tư trên 7.200 tỷ đồng. Dự án cầu Bạch Đằng có chiều dài 5,4 km với 3 trụ tháp. Toàn bộ quá trình thiết kế thi công dự án này hoàn toàn do chính những kỹ sư, công nhân người Việt Nam thực hiện với những công nghệ thi công cầu đường tiên tiến nhất hiện nay. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công khối lượng công việc còn lại, chủ đầu tư dự án là công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng cũng đã tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết liên quan đến thủ tục pháp lý để đưa dự án vào sử dụng trong đầu tháng 9 năm 2018. Đến ngày 25/8 này, Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước cùng với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh sẽ xuống đánh giá tổng quát công trình để thống nhất và ký nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng trong đầu tháng 9 này. Song song đó, về công tác thống nhất phương án tổ chức giao thông trên đồng tuyến, chúng tôi cũng đã làm việc với Bộ Giao thông Vận tải, các sở ngành của Ủy ban tỉnh Quảng Ninh để mà trình thẩm định và phê duyệt phương án này. Thì chúng tôi cũng đang tiến hành và phấn đấu hoàn tất các thủ tục đưa công trình vào khai thác trong đầu tháng 9 2018. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, dự án cầu Bạch Đằng sẽ góp phần quan trọng trong việc hình thành tuyến cao tốc đồng bộ từ Hà Nội, Hải Phòng đến Hạ Long, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Quảng Ninh cũng như vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.